Mặt trời lại mọc rồi, một ngày mới lại bắt đầu. Hôm nay là ngày 21 tháng 6 năm 2024. Phiên sáng nay thì em mời mọi người đi chiêm ngưỡng một bông hồng cũng rất là xuất sắc trong làng hồng nha. Cái tên của nó thì nghe có vẻ rất chi là nam tính đấy, nhưng mà thực chất thì bông này nó mang một cái vẻ rất là nữ tính, dịu dàng, đằm thắm, nhưng mà không kém phần là ngây thơ, trong sáng và vô cùng hồn nhiên luôn. Và tất cả những bông màu hồng thì thường nó mang lại cho chúng ta một cái vẻ gì đó rất là vui tươi, đúng không? Rất là mộng mơ. Đấy, chơi sắc hồng thì nó sẽ mang lại những cái điều đó. Và không ai khác, em ấy chính là Hồng Lâm Hải nha mọi người. Lâm Hải nghe cái tên anh hùng nha, nghe cái tên nam tính mạnh mẽ quá, nhưng mà thực chất này cuối khuôn bông rất chi là đấy, dịu dàng nè, khuôn tim nè, lưỡi rất là to nè, mũi hồng đậm làm điểm nhấn của bông hoa, và bộ cánh thì bay thích thò lò luôn chứ không phải là không bay nha. Đấy, cây Lâm Hải này ngày trước nó cũng đắt tiền lắm, vô cùng đắt luôn chứ không phải rẻ gì đâu. Hồi đó là một kỳ là đổi được một cái nhà tỷ mấy ấy cho nó cũng đắt hơn cả Minh Châu rồi nhiều. Đó, nhưng mà bây giờ giá nó thì lại rất là rẻ, và cây này nó đẹp cả hoa cả thân lá luôn nha, chứ không chỉ là nó chỉ đẹp hoa không, lá của nó rất là to tròn, thân mập khỏe và có nhiều sọc chỉ trên thân. Và mọi người nhìn vô bông hoa này đẹp không, quá trời đẹp luôn. Màu hồng của nó sẽ pha chút lẫn màu cam 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 á, mình nó không hẳn là hồng đậm hẳn mà cũng không hẳn là nhạt hẳn, mà nó nằm ở cái độ rất là hài hòa, trung tính, rất là dễ nhìn luôn. Hồng Lâm Hải thì cánh chuồng nha, cho nên là khung bông nó cực kỳ là to luôn đó, lưỡi to, cánh to và chiếc mũi hồng làm điểm nhấn nổi bật trong cái bông hoa. Nhìn vô là mình thấy ngay một cái sắc hồng không có rực rỡ nhưng mà rất là dịu dàng, đầm thắm, e ấp và bung lụa cho chúng ta chiêm ngưỡng như thế này. Đi vào chi tiết thì em sẽ có lô Hồng Lâm Hải rất là đẹp cho cả nhà sưu tầm nhé. Và lưu ý là hàng em bán thì các bác mua đơn dưới 500 nghìn thì trả thêm 40 nghìn tiền ship nha. Còn đơn này trên 500 nghìn thì được bao ship. Video thì có rất là nhiều cây em đã đánh số, nên các bác lưu ý xem kỹ video nha. Và em sẽ không chụp hình lại những cây mà em đã bán nha. Hồng Lâm Hải em có 3 cây nha. Chậu số 1 100 nghìn thôi. Cây này nó chưa lên một gốc nhưng mà về ngắm hoa được đó, bởi vì thân hoa nó còn dài đẹp như này đó. Hồng Lâm Hải số 1 100 này, chậu số 2 này, cây lùm như này rất là đẹp luôn. Cây số 2 350 nha. Đấy, số 2 chậu như này có 350 thôi, lùm mà đẹp khỏe lắm luôn. Ngày số 2 này 2 350 này. Rồi cây số 3 này, 3 cũng 350 luôn này, cũng là lùm và có một cái thân mập khỏe dài như này đó. Đây là cây số 3 nha, 350. Rồi, 3 cây Hồng Lâm Hải. Đây còn một chậu mít địch quả nha mọi người. Thân lá siêu đẹp luôn. Đó, cây rất là to. Lá này, chắc lá cực kỳ dày mà lên khỏe như thế này nha. Đấy, có chậu duy nhất này thôi. Chậu này là 500 nghìn nhá. Bởi vì nó hai thân là nó 52. Này, nó sắp có hoa rồi này. Mà cây này hoa nó siêu phẩm á. Cây này mà trồng đẹp sao tự nhiên hoa nó căng mà nó khỏe lắm nha. Cây hoa căng cực kỳ nó khỏe đẹp như thế này luôn. Đây là cây địch quả nha. Có cây thôi mà em nói mọi người lấy đi, mặt hoa nó rất là đẹp. Có nhiều cây trồng nó không có lên được cái độ đẹp như thế này đâu. Cây này lên rất là đẹp. Cho ăn nắng nhiều á là nó sẽ lên đẹp nha. Đẹp mà khỏe như thế này luôn. Đấy, cây ám địch quả. Thanh Thanh chậu nhỏ hôm nay nở hoa rồi nè. Đấy, mọi người thấy không? Hoa đúng là siêu phẩm luôn. Đẹp dã man đẹp. Con mắt nó rất là đẹp nha. Đây là cây Thanh Thanh. Giờ hết chậu hoa rồi thì em chỉ có chậu đơn thôi nhé. Mấy chậu mà đơn đơn 51 thì cứ 250 một chậu nhé. Ví dụ như thế này này. Đó, đây là 250.000 này. Đó, cây như thế này cứ là 250 một cây. Còn cây mà hai mầm như thế này thì 500.000 này. Đó, chậu hai đầu như thế này là 500. Còn mọi người mà cứ lấy chậu 51 á thì là 250. Em sẽ lấy cho mọi người những chậu mà nó có thân hoa nó khá là dài như thế này này. Đó, đây là Thanh Thanh nhé. Cây này ngày trước nó cũng đắt lắm, giờ cũng quá là rẻ thôi, có 250 chậu, cực kỳ dễ chơi. Thời điểm này mua lan là siêu siêu rẻ luôn. Đấy, rẻ nhất ở trong năm đấy, đó là Thanh Thanh nha. Ngọc An Nhiên nè, Ngọc An Nhiên còn mấy cây em bán rẻ lắm luôn cho mọi người nè. Chậu số 1 nè, Ngọc An Nhiên nè, cây này là 53 rồi như này. 250 đi, Ngọc An Nhiên 1250. Thì trước khi năm 2 này phải 500.000. Rồi cây số 2 nè, số 2 to bạc vả này. Số 2 này 300 nha. Đấy, to lắm. Đây cây số 2 2 300. Cây số 3 này hai thân này.
Số 3 2 thân 500 nghìn nha. Số 3 2 thân là 500. Rồi chậu số 4 nè. Chậu số 4 này lá nó hơi xấu nha. Nó tính 300 nghìn thôi. Đấy, số 4 là 300. Và cây số 5 nè. Đấy, số 5 này 350 luôn. 5350. Cây này nó hoa nó đẹp lắm. Nó được mệnh danh là Bảo Duy 2 đó. Nó còn đẹp hơn cả Thọ Nguyên 2 rất là nhiều. Mà giá nó cũng đắt hơn nha. Thì đó là cây Ngọc An Nhiên. Đấy. Bên này có tích lịch hỏa nhỏ này nha mọi người. Đấy, cái này thì 100 nghìn chậu thôi này. Cũng dễ mua lắm. Ống chậu rồi. Mà cây đẹp khỏe như này. Đó, bẹp mũi trắng nha. Cây này ok lắm. Đó, tích lịch hỏa nhỏ như này. 100 nghìn một cây. Cây nói chung là em thấy rất là đẹp. Mà dễ mua quá trời luôn. Mọi người cứ lấy cây nó tầm như này là nó tầm được 5 sen. 5 sen, nhìn to vậy thôi chứ 5 sen thôi nha. Chứ không về các bác lại bảo là sao nhìn trên live to lắm. Thì tất nhiên là nhìn trên này nó phải to rồi. Chứ ở ngoài thì nó không to như thế này. Đó là chậu 100 nghìn. Ở bên này em có mấy chậu lớn của nó nữa nha. Đấy, mấy chậu lớn đây. Chậu số 1 này. Đấy, 700 nghìn nha. Số 1 700. Nó lên thân to khỏe như thế này. Đây, đây là cây số 1. Số 1 700 nghìn này. Rồi chậu số 2 này. Số 2 đây. Đây là cây số 2. Cây số 2 này là ba đầu như thế này, ba đầu đẹp quá trời luôn. Đấy, số 2 này. 2900 này. Kể ra mua đầu lớn thì rất là lợi nha. Đấy, cây số 2 là 900 nghìn. Chậu số 3. Đấy, số 3 cả lùm đến này luôn. Đây, đây cây số 3. Số 3 cũng 900 luôn. Đây là bệt rất là hỏa đó nha, cây lớn. Cây nái lớn, số 3 900 nghìn. Số 4 này. Cây số 4 này 245 đầu luôn. Đó, số 4, 4 cũng 900. Lô này đồng giá 900 nghìn hết. Tùy cây to hay cây nhỏ. Nhiều đầu hay ít đầu, 4 900. Và số 5. 5 cũng 900 luôn. 5 cũng 900. Đây là 5 cây tích lợi hỏa nha. Cây mũi trắng. Em có mấy cây gấu này nha mọi người. Cũng ok, dễ mua. Chậu số 1 này. Gấu 1 này. Đây, 400 nghìn nha. Cây này 52 rồi. Rễ đang ra khỏe như này. Lô này đồng giá hết 400. Chậu số 2 cũng vậy luôn. Đây, số 2 này. Trồng ngoài cái này thì cũng chả sao đâu. Cây nó vẫn phát triển bình thường, khỏe. Quan trọng mọi người thích lấy cây nào thôi. Đây là cây số 2. Rồi chậu số 3. Chậu số 3 cũng vậy luôn nè. Đây, đây là cây số 3 nha. Đây, đây là cây số 3. Rồi chậu số 4. Đây, số 4 đây nha. Đây là cây số 4. 4 cây gấu. Đồng giá 400 nghìn một cây hết. Đó là gấu trúc. Mà có mấy chậu hồng Lạng Sơn này sưu tầm về ấy giống cũng hay này, coi cũng đẹp khỏe. Chậu số 1 này, 100 nghìn này. 100 nghìn mà tới 5 đầu luôn á. Đấy, 5 đầu. Đầu này đầu nấy to mà cây rất là khỏe nè, nó có thân hoa hết nè. Đồng giá 100 nghìn chậu hết nha. Đấy, cây số 1, đây cây số 2 này. Đấy, đây là chậu số 2. Cái nào lấy chậu số 1, ok đó, cây rất là to. Đây, số 2 này. Cây số 3 này. 3 này cũng lớn rồi nè. Đây, đây là cây số 3 nha. Đấy, số 3 này. Rồi số 4 đây. Đấy, em còn 4 chậu nha mọi người. 4 chậu Lạng Sơn. Cũng đẹp, ok lắm. Đều là 5 ngọn hết. Chậu nào chậu nấy 5 ngọn hết mà lên rất là khỏe luôn. Đấy, hồng Lạng Sơn. Bên này có cầu vồng nha mọi người. Đấy, cầu vồng, cầu vồng. Cầu vồng kia nhỏ. Đây. Cái này là 200 nghìn này. Cái số 1 200, cái này là mũi trắng. Mắt xước đậm lắm. Mắt nó vòng gần đến má lưỡi luôn. Đấy, số 1 200. Khi số 2 này 100 nghìn nè. 2 100 nè. Số 3 cũng 100 nè. Rồi số 4 nè. 4 cũng 100 nghìn nè. Rồi số 5 nè. 5 cũng 550 nè. 550. Số 6 cũng 150 luôn. Và số 7 100. Đó, 7 kỳ cầu vòng nha. Cầu vòng có 7 kỳ. Dưới này là cây giả hạt lộc bắc nha mọi người. Cây lộc bắc đua ngọn. Lô này nó nở cũng đẹp lắm luôn. Có 100 nghìn chậu thôi nha. Mà chậu nào chị lấy rất là to. Cây nó đẹp khỏe như này. Này. Có thể lấy mùng gốc hoặc là lấy chậu nhiều kỳ cũng được. Đó. Nói chung là 100 nghìn một cây mà cây to lắm. Cây cực kỳ to mà khỏe luôn. Hàng này đang gói. Ôi cây này có nụ nè. Cây này được nụ nè. Mà kỳ quá trời luôn nè. Ừ nhìn đẹp lắm. Quá là nhiều kỳ luôn. Kỳ nhìn hay. Rồi đó là lộc bắc nha. 100 nghìn một cây lộc bắc. Hồng phấn màu rất yêu nha mọi người. Màu hồng phấn này khuôn nó tròn mà đẹp lắm. Chậu số 1 100 nghìn nữa nè. Hồng phấn 1 100 nghìn nè.
Cây số 2 này, hai đầu lưu như thế này. Số 2 150 nha. Đây, đây chỗ số 2 150 này. Phấn 2 150. Số 3 này, 3 cũng 150 nha. Đây, đây cây số 3. 3 cũng 150 luôn. Mình cho cây phấn như thế này. Đấy, số 3 là 150 này. Số 4 cũng 150, nó toàn cây 52 hết rồi. Đó, 4 này. 4 là 150 luôn. Và số 5. 5 cũng 150. Đây là hồng phấn nha mọi người. Cây đẹp lắm. Mọc khỏe. Cố hương cây này đẹp rẻ lắm luôn mọi người nha. Đây cố hương này. Chậu số 1 này, 150 nha. Cây 52 rồi, nó lên mầm đẹp khỏe này. Số 2 này, 2 cũng 150 này. Đây, đây là chậu số 2, 2 150. Cây số 3 này. Đây, cây số 3 đây. Số 3 này là 250. Cây này nó hai thân mà nó cũng có thân hoa đẹp nha. Đấy, số 3 250. Số 4 nè, một kỳ một mầm gốc. Cây số 4 này 200 nghìn thôi. Đấy, 4 200. 4 là 200. Còn cây số 5. À, số 5. 5 chậu này 100 nghìn thôi nha. Chậu này 51 này. Đây là cố hương nha. Cây đẹp khỏe lắm luôn. 5 cánh trắng cố hương. Bệt thì mọi người mua cây 6 mắt đi. Đấy, bệt 6 mắt phượng hoàng lửa này. Em có phụng tiên nhưng mà nó hơi mắc nên mua cây này. Chậu số 1 này 250 nha. Đó, 6 mắt phượng hoàng lửa. Cây số 2 là 200 nghìn nè. 200. Số 3 cũng 200 nghìn luôn nè. Đấy, chậu số 3 200. Số 4 này, 4 này là 350 nha. Cây này nó tới 3 đầu luôn. Số 4 350. Cây số 5 nè. Chậu số 5 nha. Số 5 nè. 5 là cũng 300 đi. Đây, 5 cây. 5 cây phượng hoàng lửa nha. Duyên nợ băng mê, mọc bông VIP, bông cao. Giá giờ cũng rẻ lắm. Số 1 300 này. Cây 52 hết rồi nha. 1 300 nghìn. Chậu số 2 cũng vậy này. 300 này. 2 300. Số 3 này. 3 cũng 300 nghìn luôn. Số 3 300. Số 4 này 300 luôn. 4 300. Và số 5 cũng 300. Đấy, đồng giá hết 300 nghìn. Nên là mọi người muốn lấy cây nào lấy nha. Giá thì ổn áp hết. Giờ cây rẻ cực kỳ dễ sưu tầm luôn. Thời điểm này cho đến cuối năm là lan nó cực kỳ rẻ luôn. Đó, dễ sưu tầm. Năm cánh trắng hạnh phúc rồi nha. Cái tắc là HPR. P phở với B bò luôn nha. Chậu số 1 200 nghìn nè. HPR nè. Cây này màu trắng cũng đình đám một thời luôn. Đấy, khuôn bông chờ bầu tròn dễ thương. Rồi. Chậu số 2 là 250 nha. Cây này 250 nè. Này 250.000. Cây số 3. Cây số 3 này là 300 đi. Chậu này to mà nó có kia trên đầu nữa này. Đấy, chậu số 3 là 300.000. Em HPR nha mọi người. Đó, 3 cây, em còn 3 cây lớn như này. Em bán củ chi nha mọi người. Này củ chi nè. Củ chi này 100.000 chậu. Chậu 52 hết. Đó, lên bằng gốc và kia rất là đẹp như này. Cây này cây cổ nha, mũi hồng. Đó, cây mũi hồng nhìn cũng hay. Một trong những cây mũi hồng rất là ok luôn. Cứ cây nào bằng gốc to thì mọi người lấy. Còn cây nhỏ nhỏ này thì em lại nuôi. Cho đến khi nào nó lớn thì bán tiếp. Đấy nha. Rồi video hôm nay đến đây hết. Xin chào. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ ha. Rồi video hôm nay đến đây cũng dài rồi nha mọi người. Các bác mua cây gì vui lòng xem kỹ video rồi liên hệ giúp em nha. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ nha. Bye bye cả nhà.